Xin chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình phân tích tin tức thời sự của đài SPTN do Đỗ Dũng và Vũ Anh phụ trách. Thưa quý vị, như thường lệ trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo quý vị qua phong trào Triệu Con Tim Một Tiếng Nói phát động ký thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Barack Obama để mà gây sức ép với ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang trong cái buổi gặp gỡ vào ngày mai liên quan đến vấn đề nhân quyền. Thì cho đến giờ phút này, tin tức chúng tôi được biết là đã có gần 12.000 chữ ký, gần 12.000 người đã ký vào cái thỉnh nguyện thư này. Hôm nay chúng ta chỉ còn ngày hôm nay nữa để mà tiếp tục ký những cái thỉnh nguyện thư này qua cái trang web democracyforvietnam.net. Như quý vị thấy trên màn hình rất dễ vào cái trang web này. Khi vào chúng ta sẽ thấy cái chữ Human Rights, click vào đó thì nó sẽ dẫn sang một cái trang khác có cái form để chúng ta ký vào, có những cái chi tiết rất là căn bản. Và sau đó chúng ta cứ việc click vào đó và gửi đi, sẽ có những cái thư này sẽ tự động đến Tòa Bạch Ốc và gửi cho Tổng thống Barack Obama. Cũng qua cái dịp này chúng tôi cũng được biết rằng nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của đài SPTN, sáng nay đã cùng một số ca sĩ Asia đi sang DC để tham gia cuộc biểu tình chống ông Trương Tấn Sang ở trước Tòa Bạch Ốc vào ngày mai. Và những nhạc sĩ Trúc Hồ như các ca sĩ của Asia sẽ hát bản nhạc Trả Lại Cho Dân ở trong cuộc biểu tình. Bản nhạc này là một bản nhạc do một nhạc sĩ trong nước tên là Duy Quốc Nam sáng tác và được một số ca sĩ hàng đầu chúng ta Asia thực hiện, và chúng ta đã coi trên chương trình này mấy ngày qua. Nhạc sĩ Hồ có nói với chúng tôi là yêu cầu mọi người nếu mà ai muốn đi ra biểu tình và cùng hát cái bài này với anh thì lên vào cái trang web của đài SPTN là sptn.tv hoặc sptn.net sẽ thấy cái bản nhạc này và download xuống để mà nghe, để mà cho thuộc cái lời, rồi cùng với nhau vào ngày mai hát cùng với các ca sĩ Asia tại ngay trước cuộc biểu tình. Và chúng tôi xin nhắc lại cái chương trình gọi là thỉnh nguyện thư cho đến giờ phút này đã có gần 12.000 chữ ký trong qua cái trang web democracyforvietnam.net. Xin quý vị vào trong đó tiếp tục ký, không nhất thiết phải là người Việt Nam mà bất kỳ ai, bạn bè quý vị cũng có thể vào cái trang web này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị cũng biết là cái chuyện thời sự hiện nay mà gọi là nóng hổi nhất trong cộng đồng Việt Nam là chuyến đi của Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ. Tin cho biết là 6 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua giờ Washington DC thì máy bay chuyên cơ chở ông và phái đoàn đã đến ở phía căn cứ Andrew Air Force Base ở tại tiểu bang Maryland, tức là ngoại ô của Washington DC. Và theo dự trù ngày mai ông sẽ gặp ông Tổng thống Barack Obama trong Tòa Bạch Ốc. Rồi sau đó ông sẽ có một buổi nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hoa Kỳ. Riêng tối ngày hôm qua thì tin cho biết là đón ông tại phi trường có ông Đại sứ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và đồng thời ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông David Shear và bà vợ như quý vị thấy trên màn hình, cũng như đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và tối ngày hôm qua thì ông đã đến Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam và có cuộc nói chuyện đó với nhân viên đó và cũng nêu lên cái tầm quan trọng quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai và yêu cầu nhân viên Đại sứ quán làm việc tích cực hơn. Đó theo tin thông tấn xã cho biết. Sáng ngày hôm nay tin cho biết là ông đã gặp bà Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ. Và trưa nay sẽ có buổi ăn trưa với Ngoại trưởng John Kerry và chiều nay sẽ có cuộc gặp gỡ với một số doanh nhân của Mỹ. Đó là chương trình mà theo đến giờ phút này chúng tôi được biết. Tin cho biết là ở cái phi trường Andrew, khi ông Trương Tấn Sang đến thì không có trải thảm đỏ, giống như chuyến ông đi Trung Quốc cách đây gần một tháng. Không có rùm beng duyệt binh này kia, nhưng mà cái chuyến đi này cũng được người ta chú ý không kém như chuyến đi Trung Quốc mà thậm chí còn hơn nữa, anh thấy không? Trong vòng một tháng trời ông Sang đi hai cái cường quốc như vậy, tại sao bên Hoa Kỳ không trải thảm đỏ, lý do gì thưa anh? Không giống như Trung Quốc, mặc dù cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất quan trọng hiện nay. Thưa anh Dũng, cũng như quý vị cũng biết là thường thường người ta dùng cái nghi thức ngoại giao để mà nói lên một cách cái chuyện mà thứ nhất là về vấn đề mà cái sự nồng ấm hay không nồng ấm giữa cả hai nước với nhau. Thế tuy nhiên đây thì cái trường hợp này nó lại cái trường hợp nó khác. Là bởi vì thật sự ra nếu chúng ta nhìn cái chương trình thì chúng ta thấy rõ ràng là đó là một cái chương trình rất là quan trọng. Thế nhưng mà cái việc đón tiếp thì nó lại nhẹ nhàng như thế. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng cả Việt Nam đến Hoa Kỳ đều không muốn làm rành rang những cái chuyện mà đón tiếp, để mà thứ nhất để cho thấy rõ ràng rằng cái việc này nó không có giống như là cái chuyện mà đi Trung Quốc của ông Sang. Thế nhưng mà ngược lại ở trong cái sau cái cánh cửa đóng kín ở trên Tòa Bạch Ốc thì người ta không biết hai ông cho nghị trình làm việc thì có thể là khác. Chương trình làm việc thì nó khác cái việc mà đón tiếp. Nhưng mà tại sao
Mình không biết là bên Việt Nam hay bên Mỹ yêu cầu chuyện này, nhưng mà either one, có thể là một trong hai bên hoặc cả hai bên, tại sao họ ngại Trung Quốc chuyện này mà họ không muốn làm rình rang cái chuyến mà theo như truyền thông trong nước của Việt Nam thì họ quảng bá thì rất là dữ dội, họ luôn luôn nhắc đi nhắc lại là ô chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ đi thăm Hoa Kỳ theo lời mời của ngài Obama, đại khái là như vậy. Vâng. Nhưng mà khi đến sân bay Andrew thì chuyện nó lại khác, vì sao họ ngại Trung Quốc chuyện này? Anh Dũng cũng như quý vị biết rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là những cái đối tác mà buôn bán với nhau. Vâng. Mặc dù rằng họ có những cái thái độ, có những cái động thái hoặc có những hành động mà gọi là ngăn cản những ảnh hưởng của nhau. Vâng. Nhất là cái việc mà cái chiến lược của Mỹ khi mà xoay trục tới cái vùng Thái Bình Dương và Á Châu. Vâng. Trong đó có Đông Nam Á, mà chúng ta cũng biết rằng cái vấn đề tranh chấp cái vùng biển vâng. Biển Đông đó, đối với Trung Quốc hiện nay nó càng ngày nó càng hung hăng. Vâng. Và nó đó, càng, cái đó chúng ta biết là chúng ta tại sao cái là có chuyện gì khác mà Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ không có muốn làm cho Trung Quốc gọi là bị đụng chạm tới và mặc cảm bị đụng chạm tới những cái chuyện mà liên quan đến cái Việt Nam. Vâng. Thành ra cái chiến lược họ lựa chọn một cái nó gọi là chung chung, làm việc thì rất là căng thẳng. Thế nhưng mà cái việc mà đón tiếp thì nó nhẹ nhàng và nó chỉ có một đại diện của bên phía Hoa Kỳ ra đón mà thôi. Vâng. Hãng tin AP ngày hôm qua trích lời ông trong cuộc họp báo gọi là briefing ở nhẹ ở Bộ Ngoại giao Mỹ đó, trích lời ông Danny Rosso. Ông này vừa mới được bổ nhiệm làm phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương sự vụ, tức là thế cái chỗ của ông Kirk Campbell trước đây á. Thì ông có nói rằng là cái vị trí của Việt Nam chiến lược rất là quan trọng trong cái thế mà Mỹ trở lại châu Á Thái Bình Dương. Nghe không? Thế nhưng mà một số người khác thì lại khẳng định như này, trong cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang, ngoài những cái chúng ta biết là theo như thông báo của ông là sẽ đề cập là nhân quyền, vấn đề TPP, vấn đề đối tác chiến lược và vấn đề môi trường, bốn cái đó đúng không? Thì về mặt chiến lược có thể theo như ông Danny Russell nói đó là Việt Nam rất là quan trọng, bởi vì nằm sát Trung Quốc nhá, rồi nằm trong cái là một cái nước tích cực trong khối ASEAN trong thời gian qua mà ủng hộ cái đường lối ngoại giao để giải quyết tranh chấp, chứ không như các nước khác. Ông không nói là Philippines thì ông nói là cái này nó phù hợp với đường lối của Hoa Kỳ. Thế nhưng mà những người khác đó lại nói rằng là trong cái TPP đó, Việt Nam á, trong 12 nước mà sẽ đàm phán á, thì Việt Nam là nước nghèo nhất trong 12 quốc gia mà nếu TPP mà hình thành thì Việt Nam lại có lợi hơn hết trong cái chuyện này. Tức là khi mà các cái hàng rào thuế quan được hủy bỏ thì cái anh nghèo nhất là anh được lợi, bởi vì các 11 nước kia là kinh tế họ khá giàu có, họ đã được thiết lập rồi, bây giờ anh được lợi. Thì đây cũng là một cái điểm mấu chốt mà các vị dân cử Mỹ ngày hôm qua ở tại thềm Quốc hội và cũng như ngày hôm nay ở bên trong tòa nhà Quốc hội. Chúng ta cũng biết qua tin tức SBN cho biết là ngày hôm qua 5 vị dân biểu, bà Lola Sanchez, ông Ed Roy, ông Alan Lowenthal, ông Chris Smith và bà Susan Davis đã có cuộc họp báo và họ đã kêu gọi ông Ed Roy, ông nói như thế này: Hoa Kỳ phải lựa Mỹ, Tổng thống Mỹ phải lựa cơ hội này để đẩy mạnh, bởi vì đang có cái thế rất mạnh là Việt Nam cần vào TPP để đẩy mạnh vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Và ngày hôm nay ông Frank Worth, ông Chris Smith, ông TP cũng như là một ông nữa, ông Ed Roy, bốn ông ngày hôm nay cũng sẽ có một cuộc họp báo khác cũng ở trong tòa nhà Quốc hội, cũng với nội dung như vậy. Thưa anh, vừa Mỹ vừa thấy cái lợi ích chiến lược của mình trong này, lại có cái lợi ích về giá trị nữa, trong đó vấn đề nhân quyền mà các vị dân cử đưa lên, Mỹ giải quyết sao chuyện này thưa anh? Vâng, thưa anh Dũng, đây là một câu hỏi mà thật sự ra người ta tìm ra một câu trả lời dứt khoát thì nó khó lắm. Vâng. Thế tuy nhiên chúng ta nhìn những biến chuyển vừa rồi, nhất là cái dư luận của Quốc hội Mỹ đối vâng. với lại cái vấn đề nhân quyền. Và nhất là chúng ta sẽ chứng kiến một cái cuộc mà gọi là biểu tình phản đối vâng. của cộng đồng Việt Nam. Và trong đó ông Ed Roy là cái người mà bây giờ làm một cái chức vụ Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao. Lại là một trong những cái dân biểu của cái địa phương ở bên Lý Sơn Sài Gòn này. Thì chúng ta thấy rằng những cái chuyện phối hợp như vậy đó, nó có thể tạo ra một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với vấn đề nhân quyền. Mặc dù cái vấn đề nhân quyền là cái vấn đề mà trong các cuộc hội đàm đó, thì họ chỉ có đặt ở trong cái chuyện mà khi mà ông Trương Tấn Sang gặp ông Obama. Thế tuy nhiên, cái chuyện mà bảo rằng cái chuyện này có dứt khoát để mà có thể giải quyết được vấn đề hay không thì tôi nghĩ rằng cái đó khó dự đoán. Tôi thì chỉ đưa ra cái nhìn như này là cả hai phía, chính quyền cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ
họ sẽ chọn một cái giải pháp nào mà thật sự ra nó đừng có làm cái nó mà cái gọi là chạm vào những cái nọc của bên phía Việt Nam nhiều quá và chạm vào cái những cái chuyện mà phản đối của bên phía bên nghĩa là ba bên cùng có lợi. Vâng, đó họ chọn một cái giải pháp chung chung. Cái giải pháp đó như thế nào tôi không biết, nhưng mà thông thường chúng ta nhìn thấy rằng những cái nhà mà blogger bị bắt hoặc những nhà bất đồng chính kiến bị bắt hiện nay ở trong tù đó, thường thường họ dùng một cái biện pháp là tôi nghĩ là giảm án. Đó là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng ở trong trước mắt nó có thể có cái giải pháp đó. Và vì thế cho nên cái việc mà phản ứng của cộng đồng Việt Nam đối với lại cái việc mà sang Hoa Kỳ cũng chưa tính sang, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà cần thiết cần làm và phải làm mạnh hơn nữa. Vâng, và đó là lý do tại sao các vị dân cử Hoa Kỳ ngày hôm qua làm họp báo, ngày hôm nay làm báo, nghĩa là cận ngày trước khi ông sang gặp ông Obama. Và ngày hôm nay tin tức cho biết là một số gia đình của những người tù nhân lương tâm trong Việt Nam đã gửi thư đến cho ông Obama yêu cầu nhắc vấn đề này, câu hỏi chót vanh trong cái chuyện này. Như vậy Việt Nam cũng cần TPP và Việt Nam cũng cần đối tác chiến lược với Mỹ. Mỹ cũng cần đối tác chiến lược nhưng mà cũng cần, nghĩa là cân bằng về nhân quyền. Thì có thể trong cuộc gặp gỡ này giữa ông Sang và Obama có thể đẩy, nghĩa là nhắc nhở ông Sang là các anh bớt cái vấn đề nhân quyền, đừng có làm quá, còn chủ yếu thì chắc là Mỹ lo vấn đề buôn bán nhiều hơn. Và đây là cái nhận xét của ông Can Thayer, giáo sư bên Đại học New South Wales bên Úc nói là như thế. Thế mà anh mới nhớ là ông Sang không quyết định được chuyện này. Ông Sang về phải báo cáo là Bộ Chính trị, anh biết đó là cái cơ cấu làm việc của Việt Nam. Liệu sau chuyến đi này, giả sử Obama có đưa ra một điều kiện nào, ông Sang về chuyển thông điệp cho Bộ Chính trị Việt Nam, họ có chấp nhận giảm bớt những cái đàn áp nhân quyền để đổi lấy cái mối bằng giao mật thiết với Mỹ, trong đó đặc biệt vấn đề TPP. Mà theo như ông David Shear, đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nói là khi vào TPP, cái GDP của Việt Nam sẽ tăng 40% trong những năm tới. Anh nghĩ sao, Bộ Chính trị có thay đổi không? Vâng, thưa anh Dũng cũng như quý vị, theo cái cơ cấu tổ chức của bên Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng cái người chủ tịch nước không hẳn là cái tách rời khỏi cái ảnh hưởng của Đảng Cộng sản. Dĩ nhiên, và vì thế Đảng Cộng sản cũng không thể tách rời được những cái phương thức mà giải quyết cái vấn đề lớn của Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ rằng ở đây sẽ phải có một cái sự thương lượng rất là gắt cao và gay gắt đó, trong cái đảng của họ với nhau. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ rằng hiện nay theo những cái khuynh hướng mà mình nhìn thấy ở Việt Nam, trong Bộ Chính trị đó, thì cái quan trọng nhất là cái vấn đề mà liên quan đến chuyện buôn bán. Bởi vì cái mấu chốt đó là cái mấu chốt để cho Việt Nam thoát khỏi được một phần những cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà tôi không biết là họ vì cái đó để mà họ hy sinh cái vấn đề đàn áp nhân quyền nó bao nhiêu. Đó là một cái ẩn số chúng ta phải chờ sau chuyến đi cộng sàng thì mới biết được.